Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 540 của Sốc Công Nghệ TRD. Thưa các bạn, hơn chục ngày rồi thì anh em mình mới trở lại số hỏi đáp này. Thực ra đợt này con Covid ở Hà Nội cũng như Việt Nam chúng ta đang nói chung là bùng rất là mạnh. Chính vì thế là cái câu lạc bộ F0 thì ngày càng đông các bạn ạ. Các bạn chú ý giữ gìn sức khỏe, mà nếu mà không có việc cần thiết thì tránh nhá, cứ 5K là an toàn nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp ngày hôm nay. Câu hỏi số 1 của bạn Tâm Nguyễn. Anh ơi, cho em hỏi là trong tầm giá 15 triệu muốn mua một chiếc laptop mới 100% để học tập và làm việc lâu dài thì nên mua máy nào ạ? Với tầm này thì anh đang có chiếc Dell Inspiron 3511 em ạ. Máy được trang bị i5 RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình Full HD 15,6 inch. Học tập thì chúng ta cần một chiếc máy màn rộng một chút và có bàn phím phụ sẽ hỗ trợ các bạn làm việc cực kỳ tốt. Giá cửa hàng anh đang bán sale với mức giá là 15 triệu 500. Em có thể tham khảo thêm các mẫu máy ví dụ như của Acer, của HP và có thể tham khảo thêm trên các bài đánh giá của anh trên YouTube cũng như trang web là 24laptop.vn để thêm các mẫu máy tầm tiền 15 triệu em nhé. Câu hỏi số 2 của bạn Khắc Tình Phan. Anh cho em hỏi là HP ZBook Studio G5 nếu kết nối thêm màn hình ngoài thì màn 4K máy có thể kết nối ổn định được không ạ? Em sợ là kết nối cấu hình máy không được kéo màn hình 4K được, sợ giật lag ạ. Em ơi, với cái máy của em màn full và kéo việc là kéo màn hình 4K ra bên ngoài nó hoàn toàn không liên quan đến nhau. Miễn là cái màn hình bên ngoài của em nó hỗ trợ chuẩn 4K là khi em cắm vào thì với sức mạnh của chiếc HP ZBook Studio 15 G5 thoải mái để em có thể kéo nhẹ nhé. Em lưu ý chỉ cần dòng CPU từ thế hệ thứ 5 đổ lên thôi, nó đã kéo 4K ra bên ngoài cực kỳ mượt nên yên tâm, không ảnh hưởng gì chất lượng phần cứng của máy, kéo ngon lành em nhé. Câu hỏi số 3 của Bảy Tạ. Cho em hỏi là Dell M4008 bây giờ mua xác suất bèo là bao nhiêu ạ? Ý em nói là tỷ lệ rủi ro về bảo hành đúng không? Với một chiếc máy chạm, với cái kinh nghiệm bán hàng của anh và bản thân anh bán hàng nghìn, có khi là vài nghìn chiếc máy chạm M4008 rồi. Hiện nay nếu mà cái tỷ lệ tèo của M4008 cao ấy thì duy nhất là pin. Với một chiếc máy được sản xuất mà 2014, 2015 mà thậm chí là có một số máy M4008 được sản xuất 2016 thì chúng ta cũng đã dùng đến 5 đến 6 năm rồi. Nhưng độ bền của những chiếc MobiQuotation thông thường tại thị trường Việt Nam nó có thể dùng đến 10 đến 12 năm. Theo anh thì với chất lượng của chiếc máy đầu tư hơn chục triệu thì em đầu tư tầm nhìn trong khoảng 3 đến 4 năm nữa. Có điều kiện kinh tế thì chúng ta có thể thải hồi chiếc M4008 em nhé. Còn nếu mà phân khúc đầu tư hơn 10 triệu thì đây là một chiếc máy siêu lồi đồng cối đá dành cho các công việc về kỹ thuật. Và hiện nay các tác vụ về phần mềm đồ họa thì chiếc máy này vẫn đáp ứng được em nhé. Câu hỏi số 4 của bạn Đức Việt Nguyễn. Chào chú ạ, chú cho cháu hỏi, cháu có mua bên chú ThinkPad P50 bản i7, RAM 16 256 SSD, M2000M. Bây giờ cháu muốn nâng cấp lên đời thì con này sẽ bán được bao nhiêu? Với một chiếc máy có cấu hình tốt dòng này lỗ ít lắm cháu ạ. Ví dụ ngày xưa cháu mua khoảng 19-20 triệu đi, thì hiện nay chiếc máy này nếu mà chú test ok ngon lành vẫn nhập được cho cháu 15 triệu. Đấy, có những khách dùng 3 năm chỉ lỗ 5 triệu thôi. Hiện nay giá mua lại máy còn đẹp khoảng 15 triệu, có thể hơn một chút cũng có. Miễn là cái chất lượng máy vỏ bên ngoài dùng giữ gìn và cấu hình còn tốt, nào ok cháu nhá, cứ qua cửa hàng chú hỗ trợ đổi với cháu. Câu hỏi số 5 của bạn Nguyễn Minh. Chú ơi, Dell 5577 bản i5 trước đó mua ở shop của chú vẫn nguyên tem, từ lúc mua thì chú thu lại được bao nhiêu ạ? Nếu mà tình trạng máy còn tốt thì hiện nay chiếc máy này vẫn có thể ở mức giá là từ 11 triệu đến 12 triệu. Chất lượng máy còn ok là có thể thu lại được cháu nhá. Câu hỏi số 6 của bạn Hương Lương. Chú ơi, con HP 15S bản i5 với con Inspiron 3505 bản Ryzen 5 thì cái nào sẽ ổn hơn ạ? Nếu mà cùng dòng CPU Ryzen 5 ví dụ như là thế hệ thứ 3 thì có thể là sức mạnh của dòng Ryzen nó sẽ nhỉnh hơn một chút, bởi vì nó sẽ hỗ trợ các tác vụ và cái số nhân số luồng cao hơn. Nhưng ở đây thì con 3505 HP 15S hiện nay cửa hàng anh thì nó có cả bản Ryzen, nó có cả bản i5 đời 10 và cả i5 đời 11 đấy. Không biết là em so sánh hai chiếc máy này là đời 11 hay đời 10. Nếu mà đời 10 thì con Ryzen sẽ khỏe hơn, còn nếu mà đời 11 ấy thì được hỗ trợ với xung của em i5 thế hệ 11 tương đối cao là 2.4 và hỗ trợ với cái Iris Xe ấy, thì nó lại mạnh hơn so với con 3505. Thì ở đây em tham khảo thêm em nhé. Nói chung hai dòng máy được trang bị dòng CPU AMD và Intel bây giờ cạnh tranh khủng khiếp trên thị trường. Nhưng thông thường cùng với giá tiền thì dòng CPU Ryzen bao giờ cũng được lợi thế khỏe hơn CPU mà giá thành lại rẻ hơn em nhé. Câu hỏi số 7 của bạn Duy Trường. Cấu hình i3 Gen 11 RAM 4 có đáp ứng được Photoshop hoặc là Lightroom không ạ? Hay là cần phải nâng cấp lên 8GB ạ? Thực ra thì với một chiếc máy chạy Windows 10 hoặc Windows 11 thì RAM 4GB bây giờ thì nói thẳng với em là nó sẽ hơi yếu em ạ. Cố gắng nâng lên RAM 8GB vì bộ nhớ ấy, nó cũng quyết định đến khi mà em load các ứng dụng phần mềm, em xử lý các thuật toán thì cũng tương đối là cao đấy. Nên có điều kiện thì nâng lên RAM 8GB nhá. Còn với cấu hình i3 thế hệ thứ 11, Gen 11 thì được nâng cấp với xung tương đối cao. Với các phần mềm như Photoshop, AutoCAD, những cái phần mềm chỉnh sửa, các ghép video ở mức cơ bản là hoàn toàn có thể chạy ok ngon lành, shop dùng thoải mái em nhá.
Câu hỏi số 8 của bạn có tên là NTC Dream. Anh có thể sắp xếp một số loại card đồ họa cơ bản của dân cơ khí không ạ? Cho em hỏi là chip AMD 3 Pro V5170M còn khỏe để làm đồ họa 2 đến 3 năm nữa không ạ? Thực ra trong cái phân khúc mà tầm tiền mà sử dụng card AMD 5 Pro ấy, thì thực ra thì cái cấu hình này nếu mà so với Quad Pro thì nó yếu hơn và có giá bán rẻ hơn tại thị trường. Còn với các công việc về đồ họa cơ khí thì card này nó vẫn hỗ trợ tốt trong vòng từ 2, 3 đến 4 năm anh nhá, và thậm chí dùng lâu hơn cũng được. Miễn là những cái phần mềm em dùng nó không quá sức so với chiếc máy của em là ok. Đó, em nhá. Thực ra thì với dân cơ khí thì với các phần mềm như là card RTX này hoặc GTX ý, thì nó vẫn có thể hỗ trợ trong cái lĩnh vực cơ khí của em cực kỳ ok. Còn nếu mà thông thường trong lĩnh vực cơ khí thì chúng ta dùng những chiếc Movi Cushion ấy thì những chiếc máy này trang bị card giống như chiếc 5 Pro 5170 và đại đa số sẽ được trang bị card ring Quad Pro. Đó, và mới hơn bây giờ thì nó là dùng card A, chẳng hạn như là A1200, A2000, A4000, A5000 chẳng hạn vân vân. Đó là thế hệ card mới nhất xử lý trên các dòng máy đồ họa về kỹ thuật em nhá. Câu hỏi số 9 của bạn Ngô Viết Sơn, bác Lương có thể gợi ý cho cháu một số dòng máy từ 19 triệu đổ xuống được không ạ? Phục vụ học tập và sản xuất âm nhạc, ưu tiên dòng có CPU rất mạnh, đồng thời pin trâu, yêu cầu là GPU cao. Cháu chúc bác càng ngày là càng làm ăn phát đạt ạ. Thứ nhất là những dòng máy mà có trang bị cấu hình mạnh thì bao giờ phần pin không bao giờ khỏe. Đó, bởi vì sức mạnh xử lý của các tác vụ về kỹ thuật ý, thì nó lại cần đến cái hiệu năng của pin và cần cái hiệu năng của điện năng đúng không? Và khi bắt đầu mà đã như thế rồi, nó cũng giống như cháu đi một cái siêu xe, đi một cái xe máy phân khối lớn thì bắt buộc phải đổ nhiều xăng. Đấy, nên chấp nhận khi chúng ta đã sử dụng về đồ họa thì mặc định nhớ một điều là cắm sạc vào. Cắm sạc vào thì nó mới hoạt động hết hiệu năng của Vega rời cũng như của CPU. Đấy là khi mà cháu dùng ấy, thì dùng từ lượng pin thì chỉ dùng những cái tác vụ về cơ bản bình thường thôi. Còn nếu mà sử dụng đồ họa thì cái hiệu năng, bản thân hiệu năng lúc đó nó cũng bị giảm xuống, nó không nhanh như khi chúng ta cắm sạc. Có cái chi tiết này mà nhiều bạn không biết đấy. Còn với phân khúc tầm 19 triệu và cái nhu việc mà cần đến CPU khỏe thì có chiếc Dell Impedance 5515 hoặc Dell Impedance 5510. 5510 được trang bị i5 thế hệ thứ 11. Đó, được rất là ok luôn, rất là khỏe luôn. RAM có thể nhận đến tận 64GB RAM. Trong khi đó với phiên bản 5515 ấy, thì nó cũng tương đối là tốt và dòng CPU của Ryzen. Dòng Ryzen thế hệ thứ 5 nó cũng có 6 lõi 12 luồng thì nó cũng rất là ok. Vỏ máy bằng hợp kim nhôm và là trang bị vân tay LED phím màn IPS. Trong tiềm tầm tiền 19 triệu là ok, cháu nhá. Câu hỏi số 10 của bạn Công Sơn Trịnh. Anh ơi, tầm giá dưới 20 triệu thì có máy nào là best sự lựa chọn cho nhu cầu xem phim, tìm kiếm tài liệu, loa ổn, pin tốt, không chơi game, máy mới là được, ưu tiên hãng của Dell ạ? Cái câu hỏi này thì lại rất phù hợp với câu hỏi của em trai bên trên. Và hai chiếc máy anh muốn giới thiệu em trong phân khúc của Dell đó là chiếc Dell Impedance 5515, Impedance 5510 đều đầu tư dưới 20 triệu đồng, có thiết kế vỏ máy hợp kim nhôm cực kỳ sang trọng. Một chiếc được trang bị dòng CPU i5 thế hệ thứ 11 và một chiếc được trang bị dòng Ryzen 5 thế hệ thứ 5 của AMD. Và cả hai chiếc máy này đều phân khúc là dưới 19 triệu đồng. Có khả năng nâng cấp RAM, có khả năng nâng cấp ổ cứng và màn hình của máy đều là IPS nên rất là đẹp, hỗ trợ công việc của cháu cực kỳ tốt cháu nhé. Câu hỏi số 11 của bạn Đạt Tấn. Chú ơi, độ dày của con Bravo 15 với cả ThinkPad P50 thì con nào sẽ dày hơn và dày hơn nhau nhiều không ạ? Thực ra thì với chiếc P50 thì có trọng lượng nặng hơn so với chiếc Bravo 15 với trọng lượng là 2,2 cân. Trong khi đó P50 nó là 2,6 cân. Ở đây nếu mà ở phân khúc máy thì P50 là dành cho các công việc kỹ thuật và đồ họa. Chủ yếu các bạn mà dùng trong công trường công trình hay các kỹ sư đồ họa thì cần chiếc máy với độ bền cao. Còn chiếc Bravo 15 là chiếc máy gaming được trang bị cấu hình mới hơn, mạnh hơn, nhưng độ bền thì không thể bằng P50 được. Bởi Bravo thì nó thiết kế ra không phải dành cho những cái công việc đặc biệt như vừa rồi. Nếu mà em làm cái tác vụ về đồ họa kỹ thuật cần một chiếc máy độ bền siêu cao, đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết, P50 là lựa chọn sáng suốt. Chơi game, giải trí và cần một chiếc máy hiệu năng cao hơn thì Bravo 15 sẽ đáp ứng tốt hơn. Nhưng cái chất liệu, gia công vỏ và khả năng nâng cấp thì thua so với P50 em nhá. Câu hỏi số 12 của bạn Phúc Phan. Anh cho em hỏi là tầm 21 triệu đổ lại của con máy laptop đồ họa nào ngon không ạ? Cũ mới đều được ạ. Thực ra với phân khúc tầm 21 triệu nếu mà mua máy gaming thì có cấu hình tương đối tốt rồi. Ví dụ như chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2021 như nhà anh đang có, hoặc Asus TUF FX706 thì nó cũng chỉ ở phân khúc là hơn 20 triệu đồng một chút. Được trang bị i5 thế hệ thứ 11 này, RAM 8GB, SSD256GB, RTX 3050 thì em sẽ đầu tư khoảng 24 triệu. GTX 1650 thì em sẽ đầu tư khoảng 21 triệu rưỡi. Cả hai chiếc máy này hiện nay đang sẵn ở cửa hàng đều được trang bị dòng CPU khỏe, có khả năng nâng cấp RAM, có khả năng nâng cấp ổ cứng. Vega rời dòng GTX và RTX thì nó cực kỳ khỏe khi em làm đồ họa kỹ thuật em nhá. Còn nếu mà mua máy cũ trong tầm tiền này thì nếu mà các công việc mà yêu cầu độ bền cao thì nó sẽ có ThinkPad P50,
Dell Horizon 7510 hoặc 7520, HP ZBook 10, HP ZBook 15G3. Đây là ba chiếc Movie Workstation và máy cũ thì chủ yếu phục vụ là đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết và dân kỹ thuật thôi. Thì ở đây em sẽ cân đối nhu cầu dùng thực tế của em thì em đưa ra lựa chọn nhé. Còn muốn khỏe, muốn rẻ, chơi game, dựng phim cũng như phần mềm về kỹ thuật thì gaming là rẻ nhất. Có điều là độ bền thì không bằng máy chạm thôi em nhé. Câu hỏi số 13 của bạn Tiến Phạm. Chú Lương cho cháu hỏi là shop của chú có mẫu laptop gaming cũ nào tầm giá 16 triệu không ạ? Có viền màn hình mỏng nữa. 16 triệu viền màn hình mỏng thì chú đang có Acer Nitro 5 phiên bản cũ 2020 nhá. Được trang bị i5 10300H, RAM 8GB, SSD 256GB, GTX 1650. Chú đang bán với phân khúc máy cũ là 16 triệu 800 thì cháu tham khảo cháu nhá. Viền màn hình mỏng luôn. Câu hỏi số 14 của bạn Trần Hùng Kim. Anh ơi, thời điểm hiện tại mà dùng chiếc Dell PlayStation M3800 bản i7 cho văn phòng làm đồ họa nhẹ thì có còn tốt không ạ? Mình còn dùng được nó trong khoảng bao nhiêu lâu nữa? Bên anh sẵn máy không ạ để em qua mua với ạ? Với PlayStation M3800, con này là đỉnh cao về thiết kế và dòng máy sang trọng, mỏng nhẹ nhưng có tác vụ về đồ họa cực kỳ tốt. Với phân khúc máy đầu tư từ khoảng 16 đến 17 triệu thì đây là chiếc máy hoàn toàn tốt cho em đầu tư. Và thậm chí phiên bản này có cả phiên bản màn hình 4K của nó cực kỳ đẹp. Với tác vụ và công việc như của em đáp ứng hoàn toàn. Cả chiếc máy này hiện nay cửa hàng anh đang có em nhé. Câu hỏi số 15 của bạn Thuận Hà Đức. Anh ơi, con Lenovo Legion i7000 bản i5 còn ngon không ạ? Em tính mua về để học AutoCAD và giải trí nhẹ nhàng. Chúc anh thật nhiều sức khỏe ạ. Lenovo Legion là dòng máy cực kỳ nổi tiếng về đồ họa kỹ thuật, đặc biệt là giá không quá cao của thương hiệu Lenovo. Đây là một trong những chiếc máy cực kỳ tốt cho cái nhu cầu như của em là hoàn toàn đáp ứng tốt. Và chiếc máy này hiện nay nếu mà có tại thị trường, nó sẽ dao động từ khoảng 15 đến 16 triệu. Em lưu ý đây là máy cũ đã qua sử dụng, không phải máy mới nhá. Chiếc máy được sản xuất là 2018, nói chung chất lượng độ bền của chiếc máy là ok. Đặc biệt là bàn phím của máy dùng cực kỳ sướng em nhá. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số đáp ngày hôm nay. Và cứ 2 ngày thì chúng tôi sẽ có một số đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, các câu hỏi phần mềm, phần cứng, đánh giá máy hay nâng cấp máy, quý vị và các bạn vui lòng đặt các câu hỏi ở dưới các topic này. Chúng tôi sẽ trả lời qua những video cũng như những cái tin nhắn về các bạn gửi về chương trình. Các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp với mình 017-357 và 4 số 9 ở cuối mọi người nhé. Đợt này thì cũng mong mọi người thông cảm là cái phòng media của mình cũng mọi người gần như là dính Covid hết, chả ai thoát cả. Chính vì thế là cái lượng tin nhắn và những cái video có thể là hơi chậm một chút thì mong mọi người thông cảm. Còn gọi điện trực tiếp cứ gọi điện cho mình sẽ giải đáp hết các bạn nhé. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách đăng ký kênh. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về laptop, mới nhất về công nghệ thông tin. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.